Xin chào, các bạn đang theo dõi video của Max Channel. Hôm trước thì mình đã cùng làm một cái video đó là hướng dẫn và giới thiệu về cái SIM Gap VFSim, là SIM Gap của người Việt Nam đó. SIM Gap đời mới rất mỏng và nhiều tính năng hay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái SIM Gap này với cả chiếc iPhone 6s. Đây là chiếc iPhone 6s phiên bản lock đến từ Nhật Bản. Hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để lắp cái SIM vào máy và fix lỗi hoàn toàn để sử dụng được SIM Gap này trên iPhone 6s cho iOS 9. Trước mắt các bạn, mình đang cầm một chiếc iPhone 6s Rose Gold chạy iOS 9.0.2 đến từ nhà mạng ShopBank. Đây là phiên bản 16GB. Đó, các bạn thấy nhà mạng ShopBank đây, số email đây. Đây là chiếc iPhone 6s Rose Gold của mình. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử SIM Gap VFSim vào để xem nhận sóng không nhá. Đó, như nãy mình nói thì chiếc máy này của nhà mạng ShopBank mình sẽ chọn là JP ShopBank. Sau khi chọn xong thì mình sẽ chọn là iPhone 6s, 6s Plus ở đây. Đó. Ở đây sẽ có chọn chế độ. Ở đây thì mình sẽ chọn iOS 6 đến iOS 9 là 2G, 3G, với SIM mình cũng phải SIM 4G. Rồi, bây giờ máy đã báo xong, mình sẽ chấp nhận và khởi động lại. Đúng là iPhone 6s khác khởi động rất nhanh. Đang tìm kiếm rồi. Ok, vậy là mình đã có sóng căng đét cả 5 vạch. Đây là mạng Viettel, mình sẽ gọi thử đến số điện thoại 900. Đó, máy đã bắt sóng và gọi điện thoại bình thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành jailbreak và fix lỗi. Ok, jailbreak này rất đơn giản thôi. Các bạn có thể click vào cái video mà mình đã làm trước đó cách đây vài hôm đó về hướng dẫn jailbreak cho iOS 9 và mình làm ngay trên chiếc 6S này. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, đó là fix lỗi luôn. Ok, máy đã khởi động lên. Và đây là thành quả của chúng ta, một chiếc iPhone 6s sử dụng SIM Gap chạy ngon lành và ổn định. Thế đây mình thể cho các bạn xem nó ngon lành ở điểm nào. Những lỗi cơ bản như vừa rồi mình nói với các bạn thì đã sửa 100% ngon lành, không vấn đề gì cả. Bây giờ nhá, những cái lỗi mà mình vừa kể với các bạn này, trong đó có bật 3G không cần chuyển vùng dữ liệu. Các bạn thấy đấy nhá, Wi-Fi đã tắt này. Mình bật cái phần chuyển vùng dữ liệu đi. Không bật nhá. Bật cellular data, bật thôi. Data roaming không cần. Đã có 3G và mạng online, thử các bạn xem này. Rồi. Đó, và mạng online. Chúng ta không cần phải bật chuyển vùng dữ liệu nữa. Phần phone này, my number, đây là số điện thoại của mình, hiển thị rõ ràng, mạch lạc ở đây, không vấn đề gì cả. Hy vọng các bạn xem số điện thoại này, đừng nháy mình nhá, mình khổ lắm. Rồi, đã xong. Vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó chính là iMessage. Ngon lành cành đào, không vấn đề luôn. Đã bật FaceTime cũng mầm mầm luôn. Đó. Đó, vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng SIM Gap VFSim cho chiếc iPhone 6s và fix lỗi sử dụng ổn định 100%. Mình đã sử dụng chiếc máy này vài ngày vừa qua và cảm thấy rất ok, không vấn đề gì cả, sóng sánh cũng căng nét, 3G và mạng mầm mầm. Mình hy vọng các bạn cảm thấy video hữu ích và nếu muốn mua VFSim có thể qua ngay Max Mobile tại 63 Vọng để kiếm ngay một chiếc về để dùng. Các bạn nhớ đăng ký tiếp tục theo dõi các video khác sau này. Xin chào và hẹn gặp lại.